Có bao giờ mà anh nói gì về việc là chị ăn mặc hay là trang điểm quá đà không? Dạ, trang điểm rồi xong là thấy đẹp À, chỉ có khen thôi. chỉ có ghen thôi hả? Vậy thì hôm nay em nghĩ rằng là anh sẽ có một chút bất ngờ đó, bởi vì từ trước đến giờ chị Việt có chia sẻ là chưa bao giờ chị được gọi là chăm chút bản thân và kỹ lưỡng như thế này, và thực ra bản thân chị Việt cũng đang không biết rằng là như thế nào thì mình đẹp nhất. Cho nên rằng là bây giờ hai ba con nhắm mắt lại được không? Để bây giờ cô gọi mẹ Việt ra nha. Giờ mình nhắm mắt lại, mình đếm từ 1 đến 3 nha. 1, 2, 3, xin mời chị Việt. Nhận công việc marketing tại công ty sản xuất các thiết bị Hàn Quốc nên áp lực ngoại hình sắc vóc rất quan trọng đối với chị Ngọc Việt. Thanh xuân như cơn mưa rào đã lấy đi tuổi trẻ từ việc ngoài xã hội cho đến việc làm vợ, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Nên chị Ngọc Việt chỉ mới bước qua tuổi 40 nhưng luôn bị ông xã chê là xuống sắc. Cho em hỏi lý do vì sao mà chị lại đăng ký tham gia chương trình này ạ? Từ đó giờ mình chị cũng chưa bao giờ đứng trước ống kính hay là máy quay á, thì chị muốn trải nghiệm, tự tin trước ống kính. Ngoài cái việc đứng trước máy quay đi ha, thì mình còn cái mục đích nào khác nữa không? Chị còn nhiều cái chị không biết lắm, ví dụ như make up á. Thì thường đi làm thì mình chỉ make up sơ sơ thôi, chứ vẽ chân mày là chị không biết nè. Trang điểm thì chị cũng bình thường, một ngày khoảng chừng đi khoảng chừng 5 phút là chị làm xong. Chị không biết kết hợp phối đồ như thế nào cho nó đẹp. Ở công ty mình có đồng phục hay là mình mặc trang phục tự do hả chị? Thường nếu như mà đến văn phòng thì chị chỉ mặc những đồ như là trang phục công sở thôi. Còn thí như những hôm nào mà cần đi ra ngoài công trường thì chỉ cần mặc quần jean, quần tây với lại áo sơ mi, áo thun bình thường. Dạ vâng. Em sẽ tìm hiểu một chút, đi sâu hơn vào phong cách cũng như bình thường sở thích của chị ha, để mình có thể dễ dàng tạo dựng một cái phong cách và hình tượng nó phù hợp với chị. Ví dụ như em muốn hỏi là chị cảm thấy mình tự ti nhất ở cái điểm nào trên cơ thể nào? Nếu mà nó mà không hài lòng á, là như là từ vòng 2 trở xuống. Như với mọi người hay nói chị là có dáng quả lê. Tức là ở trên, phía trên thì rất là bé nhưng mà ở dưới thì là bự hơn đúng không? Không gần đó. Dạ. Thế thì những cái mà chị cần tránh đó là những cái áo khoác dạng len mỏng, tức là những cái áo khoác mà cardigan á. Thì bởi vì những cái áo đó nó làm cho cái dáng người mình nhỏ, nó làm cho cái vai xuôi xuống, thì những cái đó nó lại phù hợp hơn với những người mà có cái thân hình hình cái thước kẻ, tức là rất là mảnh mai á. Và cái mà phù hợp với chị thì có thể là những cái áo mà nó có độ nhún tay một chút, có vài xếp ly ở đây thì nó sẽ làm cái phần vai mình rộng ra này, hoặc là có những cái áo vest mà nó có hơi độn vai một chút như em đang mặc chẳng hạn, thì nó sẽ làm cái vai chị ngang ra, thì cái phần eo chị nhìn sẽ rất là đặc biệt, sẽ rất là thu hút. Em có một cái tip gọi là cái bí quyết cho những người mà có cái dáng người quả lê mà em cũng hay tư vấn cho mọi người, đó là khi mà mình chọn áo, lúc nào mình cũng sẽ chọn áo rộng hơn một size. Tức là ví dụ chị mặc size S thì chị nên chọn size M để cho cái phần vai nó ăn gian ra ngoài một tí xíu, để nhìn mình cái phần trên mình bự hơn tí. Còn ở dưới thì mình vẫn cứ mặc những cái chiếc quần bình thường, quần suông cũng được. Quần suông cũng sẽ làm cho mình cái phần chân mình nó thẳng. Đó, nó là một cách ăn gian. Em thấy ở nhà mình cũng có rất là nhiều hình, hay hình kia là hình cưới của chị ngày xưa đúng không? Cách đây cũng mười mấy năm. Mười mấy năm rồi hả chị? Lâu quá rồi ha. Anh chị là hiện giờ đã có mấy bé ạ? Chị có hai bé, một bé 16 tuổi. 16 tuổi? Một bé 11 tuổi. Wow. Không biết bé có nhà không chị? Có. Em về đây, chào con. Trời ơi, lớn quá. Thảo My ơi, bình thường ở nhà hai mẹ con hay đi shopping không? Hay đi mua quần áo bao giờ không? Có. Thấy mẹ mặc đồ có đẹp không? Đẹp. Là đẹp rồi. Là đẹp rồi hả? Trời ơi, con gái vệ mẹ quá. Có khi nào mà có ai trong nhà là chê mẹ mặc đồ xấu hay là nói mẹ không đẹp không? Chê hoài. Ai chê nè? Ai chê nè? Ba chê hả? Chết rồi. Tố cáo ba rồi, tố cáo ba chê rồi. Ba chê thì sao? Không nhớ nữa hả? Ở nhà anh chê sao mà để cho em bé tố cáo vậy chị? Chị cắt tóc ngắn là anh không thích. Anh thích để tóc dài. Hai bé thì chê chị mập. Hai bé thì chê chị mập. Ôi trời. Chê mẹ mập luôn. Rồi bình thường chị nói về em á, là chị không có thường hay make up. Thì em có thấy là ở đây có một cái số sản phẩm là đồ dưỡng da đúng không? Là chị sẽ dưỡng da bình thường ở nhà như nào, các bước như nào? Thật ra là lúc trước á, chị cũng không có biết cách dưỡng á. Dạ. Nên là da mình bị lão hóa rất là nhiều. Thì tình cờ có một hôm bạn đến á,
thì bạn nó mới nói là hôm nay nhìn mặt mày ghê quá. Là chê thẳng thừng vậy. Chê thẳng luôn. Dưỡng chăm sóc lại đi. Lúc đó thì chị mới nhìn vào gương á, chị mới thấy là đúng là ghê thật. Nhưng mà nếu bây giờ tham gia chương trình á, chương trình yêu cầu là chị phải cắt tóc ngắn hơn thì mới hợp, thì chị có đồng ý không? Đồng ý luôn. Chơi vậy luôn đúng không? Rồi ok. Chị muốn nói chung là năm nay chị muốn thay đỏ một chút. Dạ vâng. Chị cho em xem cái bộ nào mà chị cảm thấy thích nhất hiện tại mà chị đang mặc, chị cảm thấy là ok nhất được không? À không, cái này là đi làm luôn rồi. Đi làm là mình cũng được mặc màu sắc như này. Dạ vâng. Ở đây em thấy có rất là nhiều loại trang phục khác nhau, nhiều phong cách luôn á. Ví dụ như là cái này ha, cái này thì rất là vintage này, nó rất là cổ điển á. Xong rồi em lại thấy cái áo này rất là kỳ lạ. Không biết rằng là cái áo này là chị mua lâu chưa? Cái này chị mới mua thôi, chị mua ngoài chợ bình thường thôi. Nhưng mà lý do vì sao mà chị lại mua một cái áo như này? Giống như muốn đi ra ngoài thì chị mặc một cái quần sọt với cái áo vậy cho nó, dạ, cho nó gọn. Áo cánh rơi cũng là một cái để che đi cái khuyết điểm vai nhỏ của mình. Tuy nhiên là cái này nó, cái chất liệu nó hơi bị mềm và rủ quá. Những cái chất liệu rủ thì đôi khi nó làm cho mình nó không có được lịch sự lắm. Dạ đúng rồi. Cho nên là mình mặc đi chơi thì cũng ổn, nhưng mà cái màu sắc cũng như là cái họa tiết này của nó thì em thấy nó không được thời trang lắm. Mà nó lại còn trái ngược hoàn toàn với những cái đồ của chị nữa. Xong rồi cũng có những cái rất là điệu đà ha. Ví dụ như là đây cũng màu sắc cũng rất là điệu đà. Cái này chị đi làm, chị mặc cùng với lại và chân váy. À là mình sẽ mặc bên trong như đúng này rồi. Đúng không? Chị thấy là cái sai lầm của chị khi mà chị mix đồ như này chưa? Là tức là ở dưới cái phần hông của chị nó sẽ đẩy ra, thì nó sẽ làm cho cái phần ở dưới của mình rất là to. Mà phần trên chị mặc áo sát nách nữa, nó lại làm cho mình ở phần trên lại càng nhỏ. Thay vì là mình mặc cái chân váy này với những chiếc áo ba lỗ như này, thì mình mặc áo có tay hơi xòe ra một chút, hoặc là tay rơi, hoặc là tay phồng. Sau đó để mình có thể là mình ăn gian được cái phần trên của mình đó. Thì làm cho cái eo của mình, người mình cân đối hơn. Em luôn khuyên các chị em phụ nữ mà ở tầm tuổi 30 trở lên, khi mà mình mặc chân váy, mình nên có một cái thắt lưng nhỏ để nó làm cái phần eo của mình nó có điểm nhấn, nhìn nó sẽ rất là dễ thương mà nó không bị suông, bị thô á. Có bao giờ chị mua đồ trên mạng không? Chị trả lời thật em nha. Rồi về có mặc được không này? Chị về chị không mặc được. Đây, lý do mà tại sao mà chị không mặc được cái đầm này? Khi mà chị mặc lên thì nó không có fit vô cái người của mình. À, nó không có eo đúng không? Em nhìn là em cũng thấy cái phần eo nó hơi suông. Đấy là lý do vì sao mà em nói là chị nên sắm một vài cái phụ kiện như là thắt lưng. Đó, bởi vì những cái váy suông như này mà không vừa ấy, thay vì là vứt bỏ nó đi thì mình chỉ cần thêm một cái thắt lưng vào là mình sẽ có, đúng rồi, mình sẽ có ngay một chiếc đầm mình mặc vừa được. Nói tự chung lại ấy, thì chị cũng có rất là nhiều những món đồ mà mình có thể dùng được. Nhưng mà sau chương trình em hy vọng rằng là chị sẽ có thể dùng nó một cách hiệu quả hơn. Ví dụ như là áo này chị cũng vẫn có thể dùng được, nhưng dùng với một chiếc áo khoác chẳng hạn. Đó, hoặc là chân váy này mình mặc với một chiếc áo khác. Ngay sau đây chắc là mình sẽ đi tới cái phần tiếp theo luôn. Đó là mình sẽ đi tới một cửa hàng thời trang, và ở đó em sẽ tìm cho chị những cái món đồ mà phù hợp nhất với chị và định hình lại cái phong cách bình thường giúp chị. Ok không? Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Dạ rồi, thế thì mình đi luôn ha. Thương hiệu thời trang cao cấp Casio, 38 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đồng hành cùng Tự Tin Để Đẹp ngày hôm nay. Thương hiệu thời trang cao cấp Casio với mục tiêu chiếm trọn trái tim của các quý bà, quý cô, từ độ tuổi từ 20 cho đến 50 tuổi. Casio không chỉ cung cấp các sản phẩm mang phong cách ấn tượng, thiết kế độc đáo, mà còn giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Như hồi nãy em cũng có nói là bây giờ chị em mình sẽ có mặt ở một cái cửa hàng thời trang để xem là cái phong cách nào sẽ phù hợp nhất đối với chị. Bây giờ em cho chị một cái thử thách là chị sẽ đi chọn giùm em hai bộ trang phục mà hiện giờ chị cảm thấy là phù hợp nhất với chị nhá. Xong sau đấy mình sẽ bàn luận thêm xem là nó có phù hợp với chị hay không, hay cần sửa ở điểm nào. Rồi sau đó em sẽ thay đổi cho chị sau ha. Ok, rồi, let's go. Sở hữu thân hình quả lê của chị Ngọc Việt là mong muốn sự tươi mới khi gặp đối tác cũng như tự tin trước máy quay. Liệu chị Việt thực hiện thử thách ra sao? Đối với mong muốn của chị Việt thì chị Việt đang bị hoang mang giữa những cái phong cách mà mình đã tìm hiểu, và trong tủ đồ của chị cũng có rất là nhiều những cái trang phục khác nhau mà không theo một phong cách.
cố định nào cả. Cho nên ngày hôm nay Bông sẽ thử một phong cách công sở tối giản đối với chị, nhưng mà màu sắc thì ngọt ngào hơn, để xem là cái phong cách này có phù hợp hơn với chị không. Với phong người của chị Việt á, thì bởi vì là cái phần hông khá to, cho nên những chiếc váy mà như dạng bút chì mình sẽ kết hợp với những chiếc áo sơ mi thì rất là phù hợp, vừa lịch sự vừa kín đáo mà vừa che được cái khuyết điểm vòng ba hơi to của chị. Còn nếu như mình lựa chọn những chiếc váy xòe thì cũng được, tuy nhiên là nó sẽ khá là lùm xùm và nó sẽ làm giảm cái chiều cao của chị Việt hơn. Một chiếc áo sơ mi đơn giản như thế này thôi, nhưng mà bởi vì cái phần tay xòe của nó sẽ làm cho cái phần vai của mình rộng hơn. Nhưng mà tốt hơn hết là mình không nên chọn màu đen, mình sẽ chọn màu ngọt ngào hơn như thế này, sẽ nổi bật hơn rất nhiều. Đây rồi. Chọn được hai bộ nhưng mà không biết là nó có hợp. Ok. Chị đã thử bộ này lên chưa? À, chị thử rồi. À, và tại sao mà chị lại không mặc nó mà chị lại mặc bộ này? Chị thấy cái bộ này nó không hợp với chị. Thế mà lý do tại sao mà khi mà chị chưa thử vào á, chị lại lựa chọn nó? Chị chọn là vì là do nhất là chị muốn cái dạng áo vest á, chị thích cái dạng quần rộng như vậy. Tại vì từ nào giờ chị ít có mặc quần. Thực ra cái đầm này nó làm khá tốt cái việc là làm cho chị người chị gọn lại. Tuy nhiên là nó hơi đều và cái màu sắc của nó thì nó cũng không làm cho chị nổi tông da lắm. Cho nên khi mà chị lựa chọn màu trắng và cái chất liệu linen như thế này thì chị phải đặc biệt lưu ý. Và cái bộ vest này cũng thế. Như hồi nãy em cũng có nói với chị rồi là chị không được chọn những cái trang phục mà có độ rủ quá nhiều, bởi vì cái chất liệu linen nó khá là mềm, nó sẽ phù hợp hơn nếu như mà chị mặc quần. Nhưng mà chất liệu áo thì không, em không đồng ý với cái kiểu áo này lắm. Ok, vậy thì bây giờ em sẽ thử lựa chọn cho chị những cái lựa chọn khác và những cái bộ trang phục khác, để xem là cuối cùng thì cái hình ảnh của chị sẽ như nào nhá. Và nơi tôn thêm vẻ đẹp của nhân vật Ngọc Việt chính là Hitomi Beauty Salon 64 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hitomi Beauty Salon với nhiều liệu trình phục hồi chuyên sâu giữa smartbone, makeup and hair, duỗi, uốn, nhượng, đảm bảo quý khách hài lòng với giá hợp lý, chất lượng tuyệt vời. Quyên có thể tư vấn cho chị Việt về tất cả mọi thứ được không? Do là tóc của mình để một cái đường ngon như thế này được thời gian dài rồi, nên là tóc của em kiểu phần này là nó hơi thưa tí xíu. Hôm nay thì mình sẽ cắt như thế nào để cho che đi cái phần khuyết điểm của mình ở đây ha. Nhìn tóc của mình sẽ nhiều hơn và đầy đặn cho gương mặt hơn. Màu tóc thì em sẽ thay đổi cho chị lên những cái tông nâu nó hơi vừa thôi, cho dễ phù hợp với công việc và lứa tuổi của chị luôn. Nên tông một chút thì để cho cái da của chị cũng sáng hơn. Còn về make up thì sao Quyên? Do là da của mình nó không đều màu á, nên là mình sẽ làm cho da sáng hơn. Phần môi của chị thì cũng hơi tối á, nên mình sẽ lựa chọn những cái màu son giống như là hồng cam hoặc là đỏ cam để cho nhìn gương mặt của mình nó tươi tắn hơn. Mắt thì mình chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi, thì mình sẽ làm cho gương mặt mình nó trẻ trung, nó tươi tắn hơn. Và bây giờ sẽ là phần mà quý vị khán giả đang chờ đợi nhất, đó là sự xuất hiện của nhân vật của chúng ta sau phần biến thân. Đây là chồng của chị Việt và con gái đúng không con? Mẹ Việt nói rằng là con rất là vui khi mà mẹ Việt tham gia chương trình đúng không? Thì con mong đợi rằng là mẹ sẽ xuất hiện với một phong cách như thế nào? Nữ tính. Tức là mặc đầm đúng không? Nữ tính là mặc đầm đúng không? Vậy bây giờ nhỡ mà mẹ Việt không xuất hiện như là con mong muốn, mà sẽ xuất hiện với một hình ảnh khác mà làm mẹ Việt tự tin, thì con có đồng ý không? Con có thích không? Dạ thích. Với con là lúc nào mẹ cũng đẹp đúng không? Vậy còn anh thì sao, cảm xúc của anh hiện tại bây giờ như thế nào? Cũng hơi bất ngờ. Dạ. Cũng bà xã không có nói trước cái vụ này. Tức là chở bé đó ra chơi thôi, nhưng mà sự việc như vậy. Dạ, vậy là anh không hề biết là mình sẽ tới đây để gặp chị đúng không? Đúng rồi. Bình thường ở nhà chị có phải là một người biết chăm sóc bản thân không? Hay là chị trong mắt anh có phải là một người phụ nữ giỏi chăm sóc bản thân không? Phụ nữ mà, người nào cũng tự chăm sóc bản thân mình. Thì thấy vợ cũng lo chăm lo cho mình cũng nhiều. Dạ. Đúng không? Nhưng mà những cái đó là bình thường trong cái sinh hoạt hàng ngày. Có bao giờ mà anh nói gì về việc là chị ăn mặc hay là trang điểm quá đà không? Dạ, trang điểm rồi xong rồi thấy đẹp.
Chỉ có khen thôi. Chỉ có khen thôi hả? Vậy thì hôm nay em nghĩ rằng là anh sẽ có một chút bất ngờ đó. Bởi vì từ trước đến giờ chị Việt có chia sẻ là chưa bao giờ chị được gọi là chăm chút bản thân và kỹ lưỡng như thế này. Và thực ra bản thân chị Việt cũng đang không biết rằng là như thế nào thì mình đẹp nhất. Cho nên rằng là bây giờ hai ba con nhắm mắt lại được không? Để bây giờ cô gọi mẹ Việt ra nha. Giờ mình nhắm mắt lại, mình đếm từ 1 đến 3 nha. 1, 2, 3, xin mời chị Việt. Trái cầu hồng pastel của chiếc quần ống rộng dày kéo hồng kết hợp cùng áo sát cánh thiết kế độc đáo che bớt vòng ba với tình hình quả lê của nhân vật. Trang phục dành cho các cô nàng cá tính yêu thích sự độc đáo, tạo nên sự duyên dáng và trẻ trung cũng như tôn làn da trắng sáng. Quá trình thay đổi của chị Ngọc Việt đã hoàn tất. Rồi, hai ba con mở mắt ra nè. Lạ quá. Lạ quá hả? Lạ quá hả? Lạ là tích cực hay là tiêu cực nào? À, tích cực. Là đẹp hơn đúng đẹp không? Hơn. À, cảm ơn em. Cảm ơn. Sau khi mà mở tấm màn ra, chị nhìn thấy bản thân mình trong gương thì chị có hài lòng không? Chị rất là hài lòng. Tại vì trước khi tham gia thì chị muốn mình có cái sự gì đó thay đổi. Dạ. Thì cảm ơn Bông Chuẩn. Dạ, không cảm ơn gì. Em. Thì để cho chị một cái hình tượng mới. Với cái sự giúp đỡ rất là nhiệt tình từ chuyên gia Makeup and Hair thì em hy vọng rằng Quyên có thể cho chị một vài lời khuyên để sau này mình có nhiều những cái kinh nghiệm hơn nhé. À, về chị Việt á, thì mái tóc của chị trước đây thì chưa bao giờ nhuộm lần nào á. Thì bây giờ hôm nay thì thay đổi cho chị một cái màu tóc mới. Thì mong rằng là chị sẽ giữ luôn những cái màu tóc về sau luôn. Tại vì á, gương mặt của chị nếu mà để thêm màu tóc thì nhìn rất là sáng và đẹp. Và chăm sóc cho làn da một ít. Về nhà thì chị chịu khó dưỡng da và chăm sóc như là đắp mặt nạ hoặc là serum dành cho da để cho da của mình nó tươi tắn hơn. Thật ra là đây là lần đầu tiên chị nhuộm tóc. À, chị cũng không ngờ là anh sẽ xuất hiện ở đây. Thì từ trước tới giờ khi mà chị làm cái gì thì anh cũng đều ủng hộ hết. Mặc dù chỉ là nói về to nhưng mà đều ủng hộ hết. Trong một ngày vui như thế này thì một vài giọt nước mắt không có là vấn đề gì đâu chị. Và hiện tại ở đây thì em có một phần quà gửi đến chị là voucher từ nhãn hàng Casio đã tài trợ cho chị bộ trang phục ngày hôm nay. Bên em thì cũng có một phần quà nhỏ nhỏ tặng chị là voucher giảm giá 20% và một lần dưỡng cho lần dịch vụ sau. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc. Cảm ơn em. Tự tin hơn với 5 bước định hình phong cách thời trang cơ bản. 1. Hiểu rõ form dáng cơ thể. Bước đầu tiên để xây dựng phong cách thời trang cá nhân là hiểu rõ đặc điểm vóc dáng của bạn. Có 4 form dáng cơ bản: dáng đồng hồ cát, dáng chữ nhật, dáng quả lê và dáng quả táo. Xác định được hình dáng cơ thể giúp bạn chọn được kiểu dáng trang phục phù hợp và tránh những lỗi thường gặp trong cách phối đồ. 2. Tìm nguồn cảm hứng. Nếu vẫn đang mắc kẹt trong rất nhiều khái niệm về thời trang, việc tìm được nguồn cảm hứng là bước quan trọng để bạn bắt đầu hành trình định hình phong cách riêng. Instagram hay Pinterest là hai kênh cung cấp cho bạn kho ảnh đồ sộ và hộp xu hướng. Theo dõi tài khoản của những người nổi tiếng hay các fashionista cũng là một cách để bạn tiếp cận với thời trang một cách trực quan hơn. 3. Đi tìm dấu ấn đặc trưng. Đừng cố gắng để giống với hình tượng của bất kỳ ai khi bạn có thể là phiên bản độc nhất. Bạn có thể quan sát, học hỏi ở các ngôi sao hay những người xung quanh, nhưng hãy tìm dấu ấn riêng cho mình nha. Đó có thể là gam màu bạn yêu thích, món phụ kiện hay họa tiết nói lên cá tính của bạn. Hoặc đôi khi kiểu tóc hay phong cách trang điểm cũng có thể trở thành đặc điểm nhận dạng giữa đám đông. 4. Lưu ý trong cách chọn màu sắc trang phục. Màu sắc trang phục có thể tôn lên ưu điểm cơ thể, làn da hoặc là trái lại, nó có thể là thủ phạm làm lộ những phần chưa đẹp trên cơ thể. Bạn nên xác định sắc tố da cũng như cân bằng địa điểm để đến để chọn màu trang phục phù hợp. So với mua sắm trực tuyến, đến cửa hàng sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh mức độ thích hợp giữa trang phục và màu da. 5. Đừng tự giới hạn bản thân. Hành trình tìm kiếm và định hình phong cách cá nhân đòi hỏi nhiều thời gian và tính kiên nhẫn. Thông qua quá trình học hỏi, thử nghiệm và sàng lọc, bạn sẽ tìm được đâu là phong cách thời trang phù hợp với bản thân mình.